Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu. Tập 50. Chương 491, biến đổi liên tục, 4. Thấy nàng nghiêng đầu nằm trên ghế, hắn thở dài một hơi, cúi người bế nàng lên. Giang Từ thấy tiếng động bất chợt tỉnh giấc, nàng mơ hồ mở mắt ra, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cười ôm cổ hắn, chàng đã trở về. Đến khi nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy cổ mình hiện lên một trận đau nhức, nhẹ nhàng massage, khẽ hừ nói, khổ thật. Lại bị chật cổ rồi. Vệ Chiêu đặt nàng xuống giường, định đứng dậy đáp chăn cho nàng. Nhưng Giang Từ vẫn không chịu buông tay, vẫn ôm chặt cổ hắn. Vệ Chiêu không kìm lòng được nữa, vội nằm xuống ôm chặt nàng vào lòng. Trong lòng hắn cảm thấy chua xót, nhưng ngay sau đó tựa như mất trí, ôm hôn nàng một cách mãnh liệt. Hắn không nghĩ gì cả, chỉ cố gắng vùi mình vào trong phần ấm áp vô biên vô hạn này. Giờ khắc này, hắn chỉ cầu mong phần ấm áp này có thể dừng lại bên cạnh hắn một khắc thôi, hắn cũng thấy mãn nguyện. Vô Hà, nàng vô lực nằm trong ngực hắn. Kinh thành có phải có chuyện vui gì không? Bên ngoài đêm nào cũng phóng hoa, đại trạch bên cạnh hôm nay cũng là tấu nhạc cả ngày. Nghe đến đây, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng, nói, không có gì, kinh thành đang chúc mừng Thánh Thượng Long Thể khôi phục. Biệt viện bên cạnh hiện tại là chính là phủ của Trung Dũng Hầu Vệ Chiêu đại nhân. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng hắn bỗng nhiên ôm lấy nàng, đem đầu chôn ở trước ngực nàng, mang theo vẻ áy náy nồng đậm, thấp giọng kêu lên, tiểu tử. Mái tóc đen của hắn rơi xuống trước khuôn ngực trắng nõn của nàng. Tiếng kêu của hắn lúc này tựa như một con thú hoang đang bị thương. Giang Từ mở rộng cánh tay, ôm chặt hắn vào lòng, nàng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu nhẹ nhàng, ta nhất định sẽ chờ chàng. Bùi Diễm được phong là Trung Hiếu Vương, Vệ Chiêu được phong là Trung Dũng Hầu. Sau khi thánh chỉ của Hoàng đế được ban ra, hai người liền liên tục mở tiệc chiêu đãi tân khách trong phủ. Văn võ bá quan một lúc lại đến Trung Hiếu Vương ngồi một chút, một lúc lại đến phủ Trung Dũng Hầu chơi một chút. Thêm cả nhóm người Trịnh Thừa Huy đều là một đám công tử trong kinh thành thích nhất là đi xem náo nhiệt, vì vậy đã cho mời hai ban hí kịch Tố Yên thay phiên nhau đến hai phủ múa hát. Ba ngày kia, nhoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay, khi bình minh vừa lên, Vệ Chiêu đã trở lại phủ Trung Dũng Hầu của mình bằng một đường hầm tại sân nhỏ ở hẻm Lão Liễu. Từ khi hắn một tay khuấy đảo phong vân trên triều, thì khi đó hắn đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho việc có ngày hắn phải lưu vong đến chân trời góc bể. Tuy nhiên, biệt phủ của hắn lại nằm cạnh một ngọn đồi nhỏ, không thuận tiện cho việc chạy trốn như trong những con đường đông đúc người qua lại như ở kinh thành. Vì vậy, hắn đã lén lút mua một ngôi nhà nhỏ ở hẻm Lão Liễu này. Sau khi khảo sát xung quanh, hắn phát hiện ra mặt sau của ngôi nhà này lại nằm ngay phía sau cung của Hoàng đế, nơi đang tất bật chuẩn bị cho việc công chúa Tĩnh Thục sắp kết hôn. Tính từ nơi đó đến đây cũng chỉ cách nhau bởi một con hẻm nhỏ. Vệ Chiêu nảy ra một ý, hắn đã lén cho người đào một đạo đường hầm từ gian phòng chứa củi ở ngôi nhà trong hẻm Lão Liễu đâm thẳng tới phía sau cung Hoàng đế. Con đường hầm này được thiết kế kín đáo, có các cơ quan bí mật bảo vệ khi có kẻ khác thâm nhập vào. Vì vậy, hắn không sợ con đường hầm này bị người khác phát hiện. Hắn lại một lần nữa đánh cược với nhóm Trịnh Thừa Huy, khoác lác nói muốn giành lấy trạch viện của công chúa Tĩnh Thục. Lần này, nhờ cơ hội từ chiến thắng lớn trong cuộc chiến với Hoàn quân, Hoàng đế cuối cùng đã ban cho hắn tòa nhà này. Đây cũng xem như cấp thêm cho hắn một lối thoát tạm thời trong tình huống khẩn cấp đi. Ban ngày hắn phải cùng trăm quan khách xả giao. Ban đêm thì phải thời khắc khắc chú ý hết thảy động thái trong kinh thành này, mệt mỏi đến độ không chịu nổi. Chỉ có đêm dài người tĩnh, hắn lặng lẽ trốn đi gặp Giang Từ mới có thể tìm được thời khắc yên bình duy nhất cho đời hắn này. Ba ngày qua Giang Từ vẫn yên lặng ở trong nhà. Đêm khuya Vệ Chiêu ngồi trong màn sương mờ ảo, nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ là nhào vào trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Nàng biết mình không có cách nào để giúp hắn, chỉ có thể tận lực làm cho hắn có thêm một chút niềm vui trong đêm tối mờ mịt này, để hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chương 492, Binh tại kỳ cảnh, 1. Vừa bước vào cung, đi qua cổng Càn Thanh Môn, trong màn sương dày đặc, Vệ Chiêu đã nhìn thấy Trang Vương. Kể từ khi Hoàng đế tỉnh lại, Trang Vương lại mắc bệnh.
Nguyên nhân được xác định là do Phi Tần mà hắn yêu quý đã qua đời, hắn nhớ thương nàng, nên có lúc bệnh nặng, có lúc lại nhẹ. Tất nhiên, thế lực hiện tại của hắn bây giờ cũng bắt đầu suy yếu. Mấy ngày vừa qua, các quan chức chỉ bận rộn đến phủ Trung Hiếu Vương và Trung Dũng Hầu để chúc mừng, nên tình hình sức khỏe của Trang Vương ngược lại chẳng ai quan tâm. Ánh mắt Vệ Chiêu và Trang Vương vừa chạm nhau một chút thì liền tách ra. Hai người đều biết bây giờ không phải là thời cơ thích hợp để nói chuyện. Vì thế, một người vẫn lãnh ngạo như ngày xưa, tiến về phía Duyên Lam Điện, một người thì mặt đầy xuân phong nói chuyện với bá quan, đi tới Hoàng Thái Điện. Hoàng đế vừa khoác lên mình bộ hoàng bào, nhìn thấy Vệ Chiêu tiến vào, mỉm cười nói, "Trẫm đã hạ lệnh cho Khương Viễn giao nhiệm vụ phòng ngự trong cung lại cho ngươi. Ngươi cũng chơi đã đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu lại lo chuyện ở Quang Minh Ti đi." Vệ Chiêu tới thay hắn sửa lại dây buộc triều quan, cười nói, "Đúng lúc thần cũng muốn xin Hoàng thượng ý chỉ để cho thần tiếp tục quản lý bọn nhãi con này." Khương Viễn hiện tại hắn chỉ quan tâm đến lực lượng cấm vệ quân của mình, có chút lơ là với Quang Minh Ti. Hoàng đế nghe hắn nói vậy, cười to, nhanh chóng bước ra khỏi Diên Huy Điện, đi về phía Hoàng Thái Điện. Đây là lần đầu tiên Hoàng đế chầu chiều sau khi tỉnh lại. Mặc dù đã xem qua các báo cáo từ các bộ phận trong vài tháng qua, nhưng hiện tại xem lại hắn vẫn cảm thấy công việc quá mức phức tạp và mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, sau đó từ từ tựa lưng vào tay vịn của ngai vàng. Các quan lại đều thấy rõ, nhưng không ai nói thêm tiếng gì. Đồng học sĩ tiến lên, cẩn thận nói, "Hoàng thượng, có nên kết thúc phiên chầu chiều sớm không?" Hoàng đế nhìn đống báo cáo chồng chất trên bàn, mỉm cười nói, "Vì một cơn bệnh của trẫm đã làm trễ chính sự trong vài tháng này của triều ta. Trước mắt chiến sự đã định, bách tính cao hứng, trẫm sao có thể lười biếng tiếp được đây?" Sau khi tất cả các quan lại khen ngợi một hồi, đồng học sĩ nói, "Nhưng long thể của hoàng thượng là quan trọng nhất. Tình hiện tại, e là cần có người giúp hoàng thượng phân ưu để giảm bớt gánh nặng. Vì vậy, thần dám có một đề nghị." Đồng Khanh cứ nói đừng ngại. Trước kia các tấu chương trước khi được trình lên đều được hai vị thừa tướng xem qua, sau khi để bọn họ xem xong sẽ báo cho hoàng thượng định đoạt. Nhưng từ khi Trung Hiếu Vương lĩnh binh xuất chinh, long thể hoàng thương nhiễm bệnh, thái tử giám quốc, một mình đào tướng khó có thể nhìn xem toàn bộ tấu chương, vì vậy thần liền nghĩ ra một biện pháp khúc chiết, kết quả xem ra cũng rất hữu hiệu. "Là biện pháp gì?" Hoàng đế tỏ vẻ quan tâm hỏi. Bùi Diễm và Bùi Tử Phóng nghe đến thì trong lòng thầm hô không ổn. Ngay từ đầu có lẽ là do chính hoàng đế ngầm đồng ý để Đồng Phương làm việc này. Nhưng đã nói đến bước này, hai người cũng không cách nào xen vào, nên chỉ có thể âm thầm tính toán trong lòng. Đồng Phương tiếp tục nói, "Trong những tháng qua, các tấu chương từ các bộ, các châu phủ đều được đưa vào nội các trước, để hai vị vương gia, đào tướng, bùi tướng và các đại học sĩ trong nội các xem qua, sau đó mới đưa đến để thái tử để quyết định. Mọi người trong tất cả các khâu đều được phân công một cách rõ ràng. Cùng nhờ có nhiều người chung tay giúp đỡ, việc giải đáp các tấu chương diễn ra khá trôi chảy, bên phía thái tử cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn mấy phần." Hoàng đế khen ngợi, "Ừm, rất tốt, đây quả thật là một giải pháp tốt." Hoàng đế liếc thấy Bùi Diễm dưới chân đài có vẻ như muốn nói thêm gì đó. Lời của hoàng đế đã ngăn trước, hiện tại Bùi Khanh đã được phong làm Trung Hiếu Vương, nên không còn phù hợp để tiếp tục giữ chức tả tướng nữa. "Trẫm từ lâu cũng đã muốn cải tổ lại chức vụ thừa tướng này. Vậy thì như vậy đi, nhân cơ hội lần này, cải tổ luôn vậy. Theo trẫm, trước đây hai vị thừa tướng phụ trách quản lý tất cả công việc của các bộ, các châu, như vậy quá nặng nề. Bây giờ công việc này sẽ do nội các sẽ chịu trách nhiệm. Với nhiều người trong nội các như vậy, việc phân chia, trách nhiệm ra sẽ khiến mỗi người không cảm thấy quá mệt mỏi. Có nhiều người như vậy phân ưu giúp trẫm, trẫm cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn." Thái tử dẫn đầu đám người quỳ xuống, nói, "Phụ hoàng anh minh." Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 493, Binh tại Kỳ Cảnh 2. Một nhóm đại học sĩ trong nội các tỏ ra vô cùng phấn khích. Nội các trước kia chỉ có nhiệm vụ vì hoàng đế mà đưa quyết sách, góp thêm ý kiến, không thể tham gia xử lý chính vụ giống như thừa tướng. Lời hoàng đế vừa nói ra, nó có ý nghĩa như việc hoàng đế đã ngầm phân chia quyền hạn trong tay của thừa tướng ban đầu cho các vị đại học sĩ. Bọn họ thừa dịp Bùi Diễm và Đào Hành Đức còn chưa kịp thích được, đã quỳ xuống đất hô lớn,
hoàng thượng ảnh mình. Thần tất cúc cung tận tụy, vì thánh thượng phân ưu, cho dù là chết đi cũng không tiếc thân mình. Bách quan trong lòng đều hiểu rõ chuyện này, vì vậy ai nấy đều lần lượt quỳ xuống tạ thánh ân. Duy chỉ có Bùi Diễm cùng Đào Hành Đức bất đắc dĩ, không thể làm gì khác chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Cũng từ đây trở về sau, thừa tướng của Hoa Triều chính thức bị bãi bỏ, nội các chính thức tiếp quản công việc triều chính. Kế tiếp chính là việc phân công chính vụ cho các bộ và các châu phủ. Các bộ như binh bộ, hộ bộ, hình bộ và các châu phủ như Hà Tây, Nam An Phủ, Hồng Châu, những khu vực giàu có, trở thành tâm điểm tranh giành giữa các thế lực. Các thần công lần lượt đưa ra ý kiến, tranh luận, không ai sẵn lòng nhượng bộ, chỉ trong lúc nhất thời đã làm cho không gian trong điện trở nên ồn ào đến đỉnh điểm. Hoàng đế lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, chờ đến khi tranh cãi trong điện càng trở nên gay gắt, hắn bất ngờ nắm lấy ngọc trấn đang được đặt trên bàn, ném mạnh xuống sàn. Chứng kiến sự tức giận của hoàng đế, các bá quan trong triều sợ tới mức đồng loạt ngậm miệng, nằm sấp trên mặt đất. Thái tử nhanh chóng quỳ xuống, nức nở nói, phụ hoàng bớt giận, long thể quan trọng hơn. Hoàng đế tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Đổng Phương thấy hắn như vậy, vội vàng nói, hoàng thượng bớt giận, thần có một đề nghị, mong ngài xem xét. Nói, việc phân công cho các bộ, các sở và các châu phủ, thần cảm thấy không cần phải vội vàng. Hoàng thượng có thể căn cứ vào biểu hiện của mấy tháng này của tất cả bá quan trong triều để mà định đoạt. Chỉ là trước mắt có hai đại sự tương đối cấp bách, cần phải được hoàng thượng xử lý ngay, còn lại những chuyện khác, một thời gian sau làm vẫn chưa muộn. Chuyện gì? Một vấn đề là thuộc về Đông Quan. Năm nay do phản tặc Bạc Vân Sơn làm loạn, cùng với hoàn quân nhân cơ hội bạo loạn mà xâm chiếm. Vì sự việc này mà cả hai kỳ thi mùa xuân thu đều chưa được tổ chức. Bây giờ, triều đình ta mới vừa ổn định, nên trước mắt có rất nhiều công việc đang đợi xử lý. Càng là như vậy, phía triều ta cần rất nhiều hiền tài. Với sự việc này, hai tháng trước chúng thần đã thảo luận nói về việc mở thêm kỳ thi mùa đông để tạo thêm cơ hội cho các sĩ tử khắp nơi tham gia kỳ thi. Tranh thủ lần tuyển chọn này mà bổ sung nguyên khí cho quốc gia. Còn một vấn đề khác nữa cũng sắp tới đây. Đó chính là đại lễ Hoàng Lăng vào ngày Đông Chí sắp tới. Đây được xem là đại sự cuối năm của triều ta, không thể chủ quan. Hoàng đế suy tư một lúc, ánh mắt đảo qua các chư thần trong điện, sau đó lại dừng lại trên người Bùi Diễm trong chốc lát. Hắn dựa vào long ỷ, mệt mỏi nói, như vậy đi, Trung Hiếu Vương làm việc, trẫm trước giờ luôn yên tâm. Hai việc tại Đông Quan cùng đại lễ Hoàng Lăng lần này, liền giao cho Bùi Khanh phụ trách, quốc tử giám cùng với quan viên lễ bộ, tất cả nghe theo sự phân phó của Bùi Khanh. Không đợi chúng thần trả lời, hoàng đế đã run rẩy đứng lên, trẫm mệt rồi, ngày khác lại nghị luận, trước tiên lui triều đi. Hắn còn chưa kịp cất bước rời đi, vệ chiêu nhanh chóng bước vào điện, bẩm báo, hoàng thượng, sứ thần của Nhạc Phiên hiện đang ở ngoài cửa cung thỉnh tội, đồng thời nộp hiệp ước xin được làm chư hầu của nước ta. Trong điện nhất thời nổi lên một trận xôn xao. Không lâu trước đây, Nhạc Phiên đã tự lập thành nhạc quốc, bây giờ lại dâng hiệp ước xin được làm chư hầu, quả thực làm cho người không thể tròn mắt mà nhìn. Hoàng đế cũng có chút không dám tin, Đào nội thị vội vàng tiếp nhận tấu chương trong tay vệ chiêu, dâng cho hoàng đế. Hoàng đế đọc xong, vô cùng kích động, liên tục nói, tốt, 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 được. Nhạc Cảnh Dương có thể thấu hiểu đại cục như vậy, trẫm muốn trọng thưởng hắn. Chức thừa tướng không giữ được, lại bị hoàng đế tước hết quyền lực, phái đi quản lý quốc tử giám và lễ bộ. Bùi Diễm dù đã sớm chuẩn bị trước, nhưng thánh chỉ được ban ra vẫn không tránh khỏi bị trở tay không kịp. Chương 494, binh tại kỳ cảnh, A. Hắn cố gắng kìm nén hỏa khí trong lòng, nhanh chóng quay trở lại vương phủ, bước nhanh vào thận viên. Cơn giận đã chất chứa nửa ngày nay cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn nắm lấy trường thương từ trên giá vũ khí trong hành lang xuống. Mỗi một chiêu thức lướt qua, lưỡi thương đều như tỏa lên ánh lửa, làm cây cối trong viện không ngừng nghiêng ngã. Càng múa càng nhanh, thân hình xoay vòng nhanh chóng như thiên long vội lao ra khỏi mặt nước, toàn thân hắn tỏa ra nguồn sát khí chết người. Không lâu sau, một tiếng ầm mạnh mẽ vang lên khi câu trường thương kia đâm sâu vào gốc cây ngân hạnh. Trong viện, Xúc Phân cùng một số thị nữ đã sớm bị kình phong đè ép đến không thở nổi. Khi nhận ra mũi thương ầm ầm chui vào thân cây, bọn họ không khỏi sợ hãi lùi về phía sau không ngừng, còn có vài thị nữ bị trường thương hung hãn làm ngã nhào trên mặt đất. Bùi Diễm phát tiết lửa giận trong lòng xong,
Đến khi hắn quay lại nhìn mọi người xung quanh không ngừng chật vật để đứng lên, hắn không khỏi bật cười. Hắn bình tĩnh, bước vào đông phòng, Xúc Vân đến giúp hắn cởi bỏ chiều phục, thay vào đó là trang phục hàng ngày. Bùi Diễm cúi đầu nhìn Xúc Vân đang hầu hạ trước người mình, nhưng trước mắt hắn bây giờ bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt của một nữ tử khác. Hắn nhất thời hoảng hốt, giơ tay ôm chặt Xúc Vân vào lòng. Xúc Vân hoảng sợ la lên một tiếng, tiếng la này của nàng khiến hắn phần nào thanh tỉnh, chậm rãi đẩy nàng ra. Xúc Vân còn chưa kịp phản ứng lại, thì từ ngoài phòng có tiếng bẩm báo gấp gáp của Đồng Mẫn, vương gia, cấp báo. Bùi Diễm nhanh chóng tiếp nhận mật báo trong tay Đồng Mẫn, mở ra xem. Xem xong, hắn không khỏi cau mày, vội bước chân ra khỏi điệp viên. Tại điệp viên, Bùi Tử Phóng và Bùi Phu Nhân cũng đang trao đổi về vấn đề của Nhạc Phiên. Đọc xong mật thư mà Bùi Diễm đưa tới, hai người không khỏi trầm ngâm không nói lời nào. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Diễm, Bùi Tử Phóng dò hỏi, Diễm Nhi, theo con, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nhạc Cảnh Dương giết cha giết huynh, hiển nhiên là đã thông đồng với Tiểu Khánh Đức Vương. Mà Tiểu Khánh Đức Vương diệt trừ Trình Nhị Phi, ngoại trừ hai phi tần kia thì không còn phi tần nào bị sẩy thai nữa. Điều này chứng tỏ trước đó hắn cũng đã tiến hành chủ tính rất chu đáo. Tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi liên quan đến Hoàng thượng. Chỉ sợ hai vị này trước mắt đều đầu phục về phía Hoàng thượng. Bùi Phu Nhân cười lạnh, nếu Nhạc Phiên gia nhập thì binh lực của Tiểu Khánh Đức Vương có thể điều động đến Bắc Thượng. Bùi Tử Phóng thở dài, chúng ta hiện còn đang ở Nam An Phủ, nhân mã Hương Châu, không thể chống lại 8 vạn binh lực của Tiểu Khánh Đức Vương. Hắn không sẽ tấn công trực tiếp, Bùi Phu Nhân quả quyết nói. Nếu hắn muốn kiểm soát hai vùng Nam An Phủ và Hương Châu bây giờ, tức là đang muốn đối đầu trực diện với chúng ta. Hiện tại hắn không muốn gây sự với Diễm Nhi, đồng thời cũng không muốn mang tiếng chu sát công thần. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ dẫn quân tiến về phía Bắc để uy hiếp Nam An Phủ, khiến chúng ta nhất định phải cảnh giác. Bùi Diễm từ trong mật báo này nhìn ra chút manh mối. Hắn nhìn về phía hành lang ngoài cửa sổ, nơi lồng chim được vây quanh bởi một tấm đệm dày, trên mặt dần dần lộ ra vẻ nụ cười. Bùi Phu Nhân nhìn nụ cười tuấn nhã vô song trên mặt nhi tử, chợt có chút suy tư. Nhiều năm trước, khi hắn nắm tay mình chui ra động tuyết, nhìn thân ảnh hai người dưới chân núi dần dần tiến lại gần. Hắn khi ấy cũng có nụ cười như vậy, tựa như muốn thao túng hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay bởi nụ cười. Ngọc Diệp, ta đã thắng. Từ giờ trở đi, dù là Kiến Nghiệp Vương hay Bùi Tử Phóng cũng được, nàng nhất định không được suy nghĩ về bọn họ nữa. Nàng thầm thở dài, ngữ khí nhu hòa hơn vài phần, tướng gia. Mẫu thân có gì phân phó? Nếu ngươi có quyết định, cứ đi làm là được. Bùi Diễm vẫn nhìn lồng chim dưới hành lang, thản nhiên nói, hiện tại một con chim thì không đủ. Sức, ta phải chờ thêm một con chim khác đi vào trong đường cùng này, sau đó chủ động tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau hợp lực mới có thể phá tan lồng chim này. Tuy rằng Vệ Chiêu được phong hầu tước, nhưng vẫn không thể lên triều tham chính, nên chỉ có thể dẫn theo một đám vệ quang ti tuần tra các ngõ ngách khắp nơi trong hoàng cung. Nhạc Phiên hiện tại lại đến Càn Thanh Môn nằm vùng thỉnh tội, vì thế hắn phải bàn giao việc bảo vệ này lại cho Càn Thanh Môn. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, không rõ vì sao Nhạc Phiên bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn phải cố gắng kiềm chế chính mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể trình hiệp ước lên, đưa vị sứ thần kia vào Hoàng Thái Điện. Chỉ lúc ra khỏi điện, hắn bí mật trao đổi ánh mắt với Trang Vương một cái. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 495, Phong Đao Sương Kiếm, 1. Trước đây, trong triều đình, Nhạc Phiên luôn duy trì mối liên hệ hữu hảo với các thế lực khắp nơi. Nhạc Cảnh Long và Trang Vương cũng từng rất thân thiết. Lúc trước Trang Vương không cẩn thận để Nhạc Cảnh Long trốn thoát, thực ra đó chỉ là một vở kịch mà hai bên cùng nhau hợp sức song tấu mà thôi. Sau khi Nhạc Phiên tự mình lập quốc, hai bên vẫn bí mật giữ liên lạc với nhau. Trang Vương muốn đoạt lấy quyền lực và ngồi lên ngôi vua, nên luôn hy vọng có được sự ủng hộ của Nhạc Phiên. Nhưng bây giờ, khi Nhạc Cảnh Long qua đời, Nhạc Cảnh Dương lên ngôi, mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi. Trong ván cờ lớn này, rốt cuộc là ai đang thao túng tất cả? Vệ Chiêu càng suy nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không ổn, mỗi bước chân dường như đều mang theo một sự nguy hiểm không thể chủ quan được. Trong lúc còn đang suy tư,
Hắn chợt thấy các bá quan trong triều lần lượt đã rời đi, hắn đành lùi sang một bên tránh đường. Các thế lực thuộc phe Trang Vương tất nhiên là vô cùng thân thiện mà nói cười với hắn, nhưng cũng ngược lại. Những người thuộc phe Thanh Lưu lại tỏ ra vô cùng cao ngạo, đi ngang qua mặt hắn mà không thèm để ý. Vệ Chiêu không hề tức giận, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Khi nhận ra tất cả các quan thần trong triều đã rời khỏi Càn Thanh Môn, hắn định hướng Duyên Huy Điện đi đến, nhưng đột nhiên lại gặp Ân Sĩ Lâm, một đại sĩ của nội các, đang đi ngược hướng lại với hắn. Ân Sĩ Lâm, một người quê gốc Hà Tây, xuất thân bần hàn, nhưng vào năm hắn 22 tuổi, đã thi đỗ bảng vàng, sau một đêm nổi danh. Hắn là người vô cùng bảo thủ, lại cứng nhắc nhưng cũng rất nghiêm túc trong việc học tập nghiên cứu. Suốt nhiều năm qua, hắn đã giữ rất nhiều chức vụ quan trọng như việc đảm nhiệm quốc tử giám, Hàn Lâm Viện Hàn Lâm, Đại học Sĩ Long Đồ Các, rất được đám người đồng phương tán thưởng. Đây cũng được xem là một trong những trụ cột của phái Thanh Lưu. Ân Sĩ Lâm, từ trước nay luôn giữ vững nguyên tắc, tuân thủ nghiêm ngặt phong tục truyền thống của Hoa Triều và đặc biệt, hắn rất không coi trọng những người như Vệ Chiêu. Trước đây, hắn cũng đã rất nhiều lần dâng tấu chương, cầu xin hoàng đế đuổi hết bọn thiếu niên luyện đồng đi, tận tình khuyên bảo hoàng đế nên tu dưỡng phẩm hạnh. Hoàng đế luôn biết rõ tính cách của hắn, nên cũng không tức giận. Sau khi đọc xong tấu chương kia, hoàng đế chỉ giao cho Vệ Chiêu nhìn xem, sau đó liền tỏ ra thản nhiên mà cười. Gã khuyên can không được hoàng đế nên liền chĩa mũi nhọn về phía Vệ Chiêu, công khai công kích, thường xuyên làm Vệ Chiêu khó chịu. Bẽ mặt trên triều, Vệ Chiêu cùng gã giao phong mấy lần, hai bên có thắng có bại, nhưng cũng không ai nhường ai. Mấy ngày trước tại lễ hội ở tướng phủ, Vệ Chiêu còn mang theo Bàn Long Bảo Kiếm đến tham dự, ép cho Ân Sĩ Lâm phải dập đầu hành lễ với hắn trước mặt mọi người, còn không ngừng hung hăng trút bỏ thù hận. Khi thấy Ân Sĩ Lâm tiến về phía mình, Vệ Chiêu hừ lạnh một tiếng, định tránh đi nhưng lại thấy bước chân Ân Sĩ Lâm loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt. Cố gắng đi thêm vài bước nữa, thân thể hắn chợt mềm nhũn, ngã trước chân Vệ Chiêu. Cho dù Vệ Chiêu và hắn có mâu thuẫn, nhưng bây giờ hai người bọn họ còn đang ở trước Càn Thanh Môn, Vệ Chiêu không thể không khom người xuống, đỡ hắn dậy, kêu lên, Ân học sĩ. Thấy Ân Sĩ Lâm nhắm mắt không tỉnh, Vệ Chiêu quay đầu lại nói, nhanh, mau đưa Ân học sĩ đến dưỡng các, mời thái y qua đây xem. Tông Thịnh vội mang theo người tới, Vệ Chiêu đang muốn giao Ân Sĩ Lâm cho Tông Thịnh, chợt thấy tay Ân Sĩ Lâm bóp bên hông mình một cái. Trong lòng hắn hơi động, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, nói, hay là để ta đi. Vệ Chiêu nhanh chóng đưa Ân Sĩ Lâm đi đến dưỡng các bên cạnh Càn Thanh Môn. Hắn đi cực nhanh, bỏ lại đám người Tông Thịnh ở phía sau rất xa. Đợi bốn phía không còn ai khác, Ân Sĩ Lâm dùng thanh âm cực nhỏ ở bên tai hắn, thì thào nói ra hai chữ, Khuê Sâm. Vệ Chiêu cố gắng chấn định, nhưng bước chân không khỏi có chút lảo đảo. Rất nhanh hắn lập tức thanh tỉnh lại, đặt Ân Sĩ Lâm xuống dưỡng các, cũng không liếc hắn một cái, liền phất tay áo bỏ đi. Trạch viện của Ân Sĩ Lâm nằm ở trên đại lộ phía nam ở nội thành, chỉ có hai tiểu viện, cái cổng màu đen, nhìn có chút tàn tạ nhưng ngược lại có chút hợp với thân phận Thanh Lưu của hắn. Hắn trước giờ luôn thích thanh tĩnh, lại từ chối thu lễ vật người ta dâng tặng, toàn gia quyến chỉ dựa vào bổng lộc của hắn mà sống. Tất nhiên nhà của hắn cũng nuôi không nổi quá nhiều người hầu, toàn bộ gia quyến của hắn hiện đều đã chuyển đến Hà Tây sinh sống. Trong trạch viện chỉ có hai nam bộc và một bà lão phụ trách bếp núc mà thôi. Chương 496, Phong Đao Sương Kiếm 2. Ngày hôm đó Ân Sĩ Lâm trở về từ trong triều, tức giận ngút trời, không ngừng chửi bới khắp nơi. Hạ nhân trong nhà biết hắn vì té xỉu tại Càn Thanh Môn, được nội sủng Vệ Chiêu cõng một đoạn đường đến dưỡng các, dẫn tới vô cùng nhục nhã, nên tính khí mới lớn như vậy. Biết tin tức trên, ai cũng không dám xuất hiện trước mặt hắn để bị lây xui xẻo, cả ngày bọn người hầu đều trốn ở ngoại viện, không dám đi vào. Đêm khuya, Ân Sĩ Lâm vẫn còn đang đọc sách dưới ánh đèn. Một trận gió nhẹ xuyên qua khe hở cửa sổ, thổi đến nến nhẹ lay động. Ân Sĩ Lâm đặt sách xuống, mở cửa phòng, đi một vòng vào nhà xí, sau đó lại đóng cửa phòng lại, đi vào buồng trong. Hắn chậm rãi quỳ xuống với một bóng người, trầm giọng nói, Mộc Thích bái kiến giáo chủ. Trong bóng tối, Vệ Chiêu như bị sét đánh vội lui về phía sau hai bước. Hắn có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Ân Sĩ Lâm chậm rãi đứng lên, đốt ánh nến, nhìn chằm chằm Vệ Chiêu hiện đang đeo mặt nạ ra người. Hắn vội khom xuống rút một thanh chủy thủy từ trong giày ra, đưa tới trước mặt Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu thấy rõ Chỉ Thủy, thân hình khẽ chao đảo, hai đầu gối mềm nhũn, hắn vội quỳ xuống trước mặt Ân Sĩ Lâm, Ngũ sư thúc. Ân Sĩ Lâm đỡ Vệ Chiêu đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra người trên khuôn mặt của hắn. Ông dừng lại một lúc để ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, sau đó ôm chặt hắn vào lòng, nhẹ giọng nói, Vô Hà, những năm qua, ngươi đã chịu khổ rồi. Mắt Vệ Chiêu ngay lập tức đẫm lệ. Hắn chỉ biết, nhiều năm trước sư phụ đã an bài một người lẻn vào Hoa Triều để hỗ trợ hắn, người này biết rất rõ thân phận thật sự của hắn. Những năm gần đây, hắn đã từng vài lần thu thập thông tin về người này, nhưng rốt cuộc vẫn không biết là vị quan viên nào trong triều. Hắn cũng biết, hắn còn có một vị ngũ sư thúc tên là Mộc Thích, nhiều năm trước cũng không biết ông đã đi đâu. Hắn chỉ biết được từ miệng của Tự Bình Thúc, năm đó võ công của vị ngũ sư thúc kia cũng không cao, là một thiếu niên vô cùng ít nói, tính cách lại có chút hướng nội. Hắn vạn lần cũng không nghĩ đến, suốt nhiều năm qua, người mà hắn luôn đối nghịch như nước với lửa lại chính là người mà hắn đang tìm. Ông còn là một trụ cột của phái Thanh Lưu, là một lão học giả bảo thủ, cứng nhắc, tên là Ân Sĩ Lâm. Người như vậy mà lại chính là ngũ sư thúc của hắn. Nghĩ lại, những năm này Ân Sĩ Lâm luôn cố ý gây khó dễ với hắn, có phải là ông đang âm thầm bảo vệ hắn không? Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Ân Sĩ Lâm đã bóp chặt bả vai của hắn, vội vàng nói, giáo chủ, người mau trở về Nguyệt Lạc nhanh. Hoàng thượng đã biết thân phận thật sự của người rồi. Sự lo lắng trong mấy ngày qua của Vệ Chiêu đã biến thành sự thật, nhưng giờ phút này hắn không cảm thấy hoảng loạn, mà lạnh lùng, nhẹ giọng nói, hắn biết rồi. Vâng. Ân Sĩ Lâm nói, Hoàng thượng hình như đã sớm tỉnh lại, hắn biết chúng ta xuất binh tương trợ Bùi Diễm, liền cảm thấy sự tình có chút không đúng, bởi vì ngày đó là chính Bùi Diễm chủ trì điều tra giáo chủ. Hắn lại cẩn thận suy nghĩ về mọi sự việc trước và sau khi Bạc Vân Sơn âm mưu phản loạn, nên đã nảy sinh nghi ngờ, sai người đi điều tra lai lịch của giáo chủ. Hôm nay, tại nơi của Đồng Phương, ta đã nhìn thấy một bức mật thư, xác định rằng mọi người trong gia đình của Vệ Tam Lang ở Ngọc Gian Phủ mấy năm trước đều chết một cách kỳ lạ. Những thành viên còn lại của gia tộc chỉ biết rằng Vệ Tam Lang từ nhỏ đã rời nhà, nhưng họ chưa bao giờ thấy mặt thật của Vệ Tam Lang. Sau khi Đồng Phương nhận được mật thư, hắn đã nhanh chóng bẩm báo với Hoàng thượng. Cho đến khi ta rời nội các, ta đã nghe rõ một câu, có vẻ như có thể xác định, hắn chính là Tiêu Vô Hà. Vệ Chiêu chợt nhớ tới sáng sớm hôm đó, những lời mà Hoàng đế đã từng nói với hắn khi ở Tây Cung, trong lòng phát ra tiếng cười lạnh, cắn răng nói, thì ra là hắn vẫn luôn thăm dò ta. Xem ra, hắn đây là muốn một lưới bắt hết những người của chúng ta, nên mới phong tước vị cho ta, ban thưởng cho ta biệt viện kia. Ân Sĩ Lâm nói, giáo chủ, người vẫn nên nhanh chóng trở về Nguyệt Lạc đi, Hoàng thượng tuyệt sẽ không bỏ qua cho người. Nhưng nếu ta trốn thoát, nơi này phải làm sao bây giờ? Chúng ta vất vả nỗ lực kinh doanh nhiều năm như vậy, đã tới bước này rồi, chẳng lẽ phải bỏ cuộc hay sao? Ân Sĩ Lâm trầm mặc chốc lát, có chút uể oải, đúng vậy. Hắn như nhớ ra gì đó, lại gấp gáp nói, giáo chủ, Hoàng thượng và Đồng Phương mấy ngày nay một mực bàn luận với nhau, bọn hắn đang muốn dùng binh sĩ để tấn công Nguyệt Lạc. Sắc mặt Vệ Chiêu không còn chút huyết sắc, khẽ nói, dùng binh với Nguyệt Lạc. Hiện tại hắn nào có binh lực để điều động? Phía Bắc bây giờ đều là người của Bùi Diễm. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 497, Phong Đao Sương Kiếm, A. Bọn họ lúc thảo luận luôn đề phòng người, nhưng đối với ta ngược lại không quá đề phòng, nên ta đã lén nghe trộm được một chút. Bọn họ e là đang muốn điều một số nhân mã của Tiểu Khánh Đức Vương từ Phủ Ngọc Đình đến thẳng Bình Châu để mà tấn công Nguyệt Lạc. Nếu phía bên Kinh Thành khống chế được Bùi Diễm, Hoàng thượng sẽ điều nhân mã của Túc Hải Hầu tới gặp Tiểu Khánh Đức Vương, trực tiếp tấn công Nguyệt Lạc. Tiểu Khánh Đức Vương, Vệ Chiêu đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, toàn thân như rơi vào trong biển băng. Giọng nói của Ân Sĩ Lâm lại giống như từ một nơi rất xa truyền tới, chúng ta giúp Bùi Diễm đánh đuổi Hoàn Quân, nhìn qua đây là chuyện tốt, nhưng chúng ta vô tình lại phạm vào tối kỵ của Hoàng thượng. Hắn sợ chúng ta liên thủ cùng Bùi Diễm mà giấy quân tạo phản. Mặt khác, hắn lại hận bị giáo chủ lừa gạt nhiều năm, nên hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Cho nên hiện tại hắn nhất định sẽ ra tay khống chế Bùi Diễm, đến khi binh quyền trong tay Bùi Diễm không còn, hắn nhất định sẽ cho quân tiến đánh chúng ta. Ân Sĩ Lâm bỗng nhiên cảm thấy Vệ Chiêu có chút không đúng,
nhanh chóng đỡ lấy hắn. Tiêu Vô Hà sắc mặt Vệ Chiêu tái nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thấp giọng nói, Ngũ sư thúc, Doanh Doanh, e rằng nàng ấy đã không còn. Đêm ấy, gió lạnh đột nhiên mạnh lên, thổi qua mọi ngóc ngách của kinh thành. Vệ Chiêu đứng quay lưng lại với khuôn viên sau phủ tước, đối mặt với mặt hồ Yên Ả. Hắn tựa như một tượng bằng, đứng đó mải mê nhìn một ao nước với những bông sen héo úa. Trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông này chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, ao cạn này sẽ chôn vùi trong tuyết đọng. Chỉ là sang năm, hắn còn có thể nhìn thấy đầy ao sen trắng nở rộ sao? Dịch Ngũ bước vào vườn, trong những ngày giá lạnh, đầu hắn đầy mồ hôi, trong lòng Vệ Chiêu hoàn toàn như chìm sâu dưới đáy hồ nước này. Trương Gia vừa nhận được tin tức, Tiểu Khánh Đức Vương truyền khẩu lệnh, nói rằng Trịnh Phi đã mưu hại Trương Phi đang mang thai. Trịnh Phi bị xử tử, còn Trương Phi với lễ nghi của một phi tần được chôn cất tại Hoàng Lăng. Người của chúng ta tại Ngọc Đình Phủ cùng ngày hôm đó đều bất ngờ biến mất. Những lời này tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến lòng Vệ Chiêu như bị xé nát. Vô Hà, ngươi nhìn thật kỹ vào, bốn người bọn họ đều là người sư phụ lưu lại cho ngươi, tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi. Khi đó, nàng cùng Tiêu Tiêu mới chỉ 6 tuổi, hai người bọn họ như phấn điêu ngọc trác, sợ hãi trốn sau lưng Tô Tuấn. Vô Hà ca ca, tương lai ca sẽ giết Vương Thái, giúp bọn ta báo thù, có phải vậy không? Khi nàng vừa tới Ngọc Già Sơn Trang thì đã thích đi theo phía sau hắn, cũng không để ý tới vẻ hờ hững của hắn đối với nàng, mà chỉ luôn miệng hỏi hắn. Vô Hà ca ca, giáo chủ nói ngươi phải đi rồi, còn phải đi đến một nơi rất xa, vậy ngươi còn quay lại xem chúng ta không? Một đêm trước khi hắn rời khỏi Ngọc Già Sơn Trang, nàng cùng với Tiêu Tiêu ngồi ngoài cửa sổ nói chuyện với hắn. Khi đó, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi đối với vận mệnh, nên không muốn nghe các nàng nói thêm nữa, mà chỉ vội đóng cửa sổ lại. Mặc dù lúc đầu là do nàng chủ động yêu cầu đi Ngọc Gian Phủ, cũng là nàng chủ động yêu cầu gả cho Tiểu Khánh Đức Vương. Nhưng hắn biết, nếu hắn không đồng ý, nàng sao lại phải bỏ mạng như vậy? Thế nhưng, mạng của tỷ tỷ vẫn còn đó, của tất cả tộc nhân vẫn còn đó, hắn còn có đường nào khác sao? Vệ Chiêu chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú đôi tay trắng nõn dài dài của mình. Đôi tay này, rốt cuộc sẽ phải nhuốm thêm bao nhiêu máu nữa thì mới hoàn thành giấc đại mộng này đây. Gió lạnh thấu xương như chui vào từng khe hở trên áo bào, đâm sâu vào tận linh hồn hắn. Hắn không thể chống lại cơn gió lạnh này, vội vã đưa tay vào trong tay áo. Dịch Ngũ biết rằng Vệ Chiêu từ trước tới nay luôn sợ lạnh, liền cởi chiếc áo mình đang mặc và khoác lên người hắn. Trên mặt Vệ Chiêu lúc này mới có chút huyết sắc, thấp giọng nói, Tiểu Ngũ, có. Người vừa rồi là đến Thịnh Gia hay là đến khách trọ lấy tin? Ta tới khách trọ Hồng Phúc lấy tin, chưa từng gặp mặt Thịnh Gia. Vệ Chiêu thoáng yên tâm, nói, từ giờ trở đi, ngươi đừng đi gặp Thịnh Gia nữa, chỉ tập trung vào việc làm tư vệ quang minh của ngươi thôi. Dịch Ngũ như hiểu cái gì đó, dùng mình hỏi, chủ nhân, tình hình đang nguy cấp đến vậy sao? Vệ Chiêu không đáp, nửa ngày sau mới nhắm hai mắt lại, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn theo bóng dáng của Dịch Ngũ biến mất ở cửa, ngực Vệ Chiêu đột ngột nổi lên trận đau nhức, ho khan mạnh mẽ, nâng tay áo lên lau, trên áo bạc xuất hiện một vết máu đậm. Chương 498, Phong Đao Sương Kiếm, 4. Gió thổi bay tóc đen của hắn, nhưng hắn vẫn không động đậy, đứng đó mê mải nhìn đám sắc đỏ này, sau đó hắn lại nhìn về phía sau nhà, như muốn tìm kiếm một đoàn ánh sáng yếu ớt nào đó, nhưng trước mắt hắn bây giờ đều là bóng tối. Giờ khắc này, chỉ có rét lạnh vô biên vô hạn bao phủ lấy hắn. Gió như dao, sương như kiếm, hắn nghĩ, phải chăng chỉ khi sử dụng hết cuộc đời mình mới có thể xóa sạch mọi tội lỗi và nhục nhã trên người hắn? Phải chăng chỉ khi như thế thì mới có thể giải thoát khỏi con ác quỷ đã bám giết trong tâm hồn hắn suốt hơn 10 năm qua? Trong nội các của Diên Huy Điện, hoàng đế thay bộ quần áo bằng rồng ngòi đó. Khi đồng học sĩ tiến vào, một đám cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài. Đồng học sĩ dâng thánh chỉ cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn một chút, gật đầu nói, tài văn chương của Ân Sĩ Lâm thật đúng là chỉ có thể so sánh với Đàm Huyễn Kham, có điều người này quá cứng nhắc. Đồng học sĩ lên tiếng, hoàng thượng, liệu có phải chúng ta hành động quá vội vàng rồi không? Hiện tại có hơn 2 vạn người của Cao Thành vẫn còn ở Triều Dương Trang, nếu như có chuyện gì bất trắc. Hoàng đế thấy Diệp Lâu chủ chắp tay đứng ở cửa ra vào, biết không ai dám nghe lén,
nên thở dài nói, Đổng Khanh, số ngày còn lại của trẫm không còn nhiều nữa. Trẫm phải đảm bảo để lại một giang sơn vững chắc, thịnh vượng cho Sùng Nhi. Đổng Phương xưa nay là người luôn coi trọng mặt mũi, bây giờ cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, Hoàng thượng, ngài. Chúng ta muốn một lưới bắt hết đám người Tinh Nguyệt giáo, liền chỉ có thể dẫn dụ Tam Lang làm loạn. Nhưng những năm gần gũi với Tam Lang, trẫm không xác định ở sau lưng trẫm hắn đã làm được bao nhiêu chuyện. Nếu không để hắn đi, một khi Tam Lang hành động, hắn tất nhiên sẽ không còn đường sống. Ai, chỉ mong hắn có thể hiểu được một mảnh khổ tâm của trẫm. Đây là cơ hội cuối cùng trẫm dành cho hắn, nếu hắn vẫn không biết hối cải, cũng chỉ có thể nói là ý trời, trẫm cũng không giữ được hắn. Hoàng đế thở dài nói, vậy Tĩnh Vương gia, hắn hiện tại không vội. Trước mắt phải giải quyết được thúc phụ của Bùi gia, khống chế được bọn chúng, sau đó lại giải quyết Ninh Kiếm Du, mới có thể đưa hắn ra khỏi kinh thành được. Đổng Khanh, trẫm cũng không chắc có thể chống đỡ được đến cuối năm hay không, nếu có điều không may, trẫm chỉ có thể nhờ cậy vào ngươi. Đổng Phương nằm trên mặt đất khóc nức nở, nhưng lại sợ tiếng khóc bị người ngoài nghe thấy, nên cố gắng kiềm chế. Tiếng khóc nghẹn ngào của hắn khiến Hoàng đế nghe thấy cũng cảm thấy xót xa. Hoàng đế cúi mình đỡ Đổng Phương đứng dậy, nói, dù Sùng Nhi có hơi yếu đuối, nhu nhược, nhưng may mắn rằng bản tính của hắn thiện lương. Chỉ cần có sự ủng hộ từ Đổng Khanh và các trung thần khác, hắn nhất định sẽ trở thành một hoàng đế tốt. Hắn nhìn bầu trời âm u bên ngoài điện, chậm rãi nói, giang sơn này vẫn là giang sơn của Tạ thị ta. Ta muốn hoàn toàn giao nó cho Sùng Nhi, tuyệt đối không cho phép bọn chúng làm loạn. Đổng Phương ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn phảng phất lại nhìn thấy hình ảnh của vị hoàng tử Nghiệp Vương năm xưa, đầy nhiệt huyết và quyết đoán. Cuộc họp triều đình mới bắt đầu, vấn đề được thảo luận là về tình hình khẩn cấp ở Lương Châu. Bởi Lương Châu từ lâu đã gặp khó khăn về nạn hạn hán. 2 năm trước, triều đình đã đồng ý cho phép Lương Châu tổ chức dân lực, đào kênh dẫn nước. Cuối cùng, năm nay triều đình đã cấp một số tiền dành cho việc này, bách tính Lương Châu cũng tự góp thêm một khoản, thuê người để triển khai thi hành. Tuy nhiên, không ngờ huyện quan bên dưới lại hung ác tàn nhẫn, không chỉ tham ô, mà còn đánh chết hơn 10 người công nhân làm việc trên sông. Công nhân làm việc trên sông tức giận mà bạo loạn, đánh nha dịch bị thương, sau đó giam giữ huyện quan. Quận chủ Lương Châu suốt đêm chạy tới, cũng không thể yêu cầu đám công nhân đó thả người. Thủ lĩnh của nhóm công nhân tuyên bố, muốn triều đình phái quan viên nhị phẩm trở lên đích thân đến Lương Châu. Bọn họ muốn ở trước mặt kể lại tình hình, đòi lại công bằng cho người thân đã mất, mới chịu thả người, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Sau một thời gian bàn bạc, Hoàng đế và nội các quyết định, vì thủ hạ của Lương Châu từng là thuộc hạ của Bùi Tử Phóng, nên đã quyết định cử Bùi Tử Phóng đến Lương Châu, giải quyết mâu thuẫn và giám sát việc đào kênh. Bùi Tử Phóng cũng không nhiều lời, với vẻ mặt bình thản, quỳ xuống để nhận mệnh của Hoàng đế. Nhưng một đạo thánh chỉ tiếp theo lại khiến cho chúng thần trong điện choáng váng. Hoàng đế ban chỉ, Trang Vương, vì quá mức nhớ đến mẫu thân đã quá cố, nên bị ưu tư tích tụ thành bệnh. Chỉ có thể ngâm mình trong suối nước nóng ở trên núi cao suốt năm mới có thể chữa lành. Hoàng đế thương xót vì lòng hiếu thảo của hắn, nên đã ban Hải Châu cho Trang Vương làm đất phong và sau 3 ngày Trang Vương phải đến Hải Châu để điều trị bệnh. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 499, được ăn cả ngã về không, 1. Khi Đào Nội Thị đọc xong đạo thánh chỉ, Trang Vương lập tức tái mặt và ngã lên mặt đất. Hôm trước, khi biết được Nhạc Cảnh Dương tự nguyện trở thành quan phủ ở vùng biên giới, hắn đã cảm thấy mọi chuyện không lành nên đã mất ngủ suốt đêm. Những bí mật giữa hắn và Nhạc Cảnh Long trước đây chắc chắn không thể để Hoàng đế biết được. Bây giờ, khi Nhạc Cảnh Long đã qua đời, liệu thư mật giữa hắn và Nhạc Cảnh Long có rơi vào tay Nhạc Cảnh Dương hay không? Còn nữa, Nhạc Phiên xảy ra chuyện lớn như vậy, sau lưng liệu có người nào đang thao túng hay không? Hắn đứng ngồi không yên suốt một đêm, với tâm trạng lo lắng mà lên triều sớm. Và rồi, như những gì mà hắn đã lo sợ, Hoàng đế thực sự đã ban ra một đạo chỉ thánh, đủ có thể mất đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Hắn dương mắt nhìn Hoàng đế đang ngồi trên bảo tọa. Đó là người thân nhất của hắn, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy trên đời này không ai xa cách hơn người đang ngồi trên bảo tọa kia. Ánh mắt của hắn và ánh mắt sắc bén của Hoàng đế giao nhau,
Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn rét lạnh khiến hắn đột nhiên rùng mình một cái. Đành phải nằm rạp xuống đất, run giọng nói, nhi thần tạ ơn Phụ Hoàng Long Ân. Nhưng nhi thần có một thỉnh cầu, mong Phụ Hoàng xem xét cho nhi thần. Nói đi. Mẫu phi hiện được an táng tại Hoàng Lăng, nhi thần lần này lại sắp rời đi Hải Châu, không biết khi nào mới có dịp quay về để tảo mộ mẫu phi. Nhi thần kính xin Phụ Hoàng cho phép sau khi đại tế tại Hoàng Lăng vào Đông Chí qua đi thì nhi thần mới khởi hành. Nhi thần muốn vào dịp đại lễ này để từ biệt mẫu phi. Hoàng đế đăm chiêu nhìn hắn một lúc, rồi nói, được. Trang Vương khóc nói, tạ ơn Phụ Hoàng Long Ân. Môi hoàng đế run run, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Bùi Diễm thản nhiên quan sát cảnh này, cũng không nhiều lời, đợi sau khi chiều tan. Hắn tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến Đông Lam và chuyển đại tế Hoàng Lăng sắp tới với đám người đồng học sĩ, Ân Sĩ Lâm. Chỉ đến giữa trưa hắn mới rời khỏi cung, đi tới cửa Càn Thanh, Vệ Chiêu đang dẫn Dịch Ngũ từ phía đông đi tới. Nhìn thấy Bùi Diễm, hắn dừng lại, cười nói, tướng gia, ngươi vẫn còn nợ ta một bữa tiệc rượu, xin ngài đừng quên. Bùi Diễm cười đáp, đêm nay không tiện, Tĩnh Vương gia hẹn ta uống rượu, hôm khác đi. Tướng gia nhớ kỹ là tốt rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi từ biệt. Bùi Diễm cưỡi ngựa rơi khỏi Càn Thanh Môn. Ngày hôm đó tầng mây dày đặc ép xuống cực thấp, gió càng thổi càng lớn. Đến lúc hoàng hôn, trận tuyết đầu tiên của năm nay rốt cục cũng rơi xuống. Chưa đầy một tiếng sau, bầu trời bị phủ kín bởi tuyết trắng mịt, kinh thành cũng bị bao trùm trong một màu trắng tinh khôi. Vệ Chiêu trèo qua bức tường phía sau của phủ Trang Vương. Hắn rất quen thuộc với nơi này, chỉ trong một lát đã có thể tìm được Lai Nghi Viện nơi Trang Vương ở. Trang Vương đang cầm bình rượu, ngồi thất thần bên dưới cửa sổ. Trong phòng không có ai cả. Vệ Chiêu giơ tay gõ cửa sổ một cái. Trang Vương ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt không giấu được tràn đầy niềm vui và ngạc nhiên. Trang Vương vội vàng mở cửa sổ, nắm chặt lấy tay Vệ Chiêu, không thốt nên lời. Hai người nhanh chóng đi vào trong phòng. Trang Vương đóng chặt cửa sổ lại, xoay người nói, Tam Lang, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đêm nay ta chờ ngươi, cũng không cho phép bất kỳ người nào bước vào trong viện này. Vệ Chiêu quỳ một gối xuống, nghẹn ngào nói, Vương gia, Vệ Chiêu thực sự xin lỗi ngài. Đại sự e là không ổn rồi. Thân hình Trang Vương khẽ lung lay như sắp đứng không vững nữa, thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Khánh Đức Vương, chỉ sợ là đã đầu quân vào phe thái tử rồi. Trang Vương thống khổ khép hai mắt lại, lại nghe Vệ Chiêu nói tiếp, còn có một chuyện, vương gia nhất định kiên trì, không được bỏ cuộc. Toàn thân Trang Vương lạnh như băng, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, phải kiên trì sao? Đã đến nước này rồi, ta còn gì mà không chịu nổi nữa? Cùng lắm thì chỉ là chết thôi, ngươi cứ nói đi. Vệ Chiêu có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt của Trang Vương dữ tợn nhìn mình, không còn cách nào khác, đành phải nói, thư tín của vương gia và Nhạc Cảnh Long đã rơi vào tay Nhạc Cảnh Dương. Ngày hôm qua tất cả đều đã được gửi đến Duyên Huy Điện cho Hoàng thượng xem xét. Mồ hôi lạnh chảy đầy trán Trang Vương, toàn thân như bị nhấn chìm trong đầm nước lạnh, ngã xuống đất. Vệ Chiêu vội chạy tới đỡ hắn lên, nói, vương gia. Trang Vương chậm rãi ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn vào ánh nến đang cháy. Thật lâu sau, thấp giọng nói, Tam Lang, ó, vương gia, ta hận hắn. Trang Vương căm phẫn nói. Chương 500, được ăn cả ngã về không, 2. Câu này của hắn vốn không phải nói với Vệ Chiêu, mà tự nói với mình, giọng đầy sự thù hận, ta thật hận hắn. Hắn cưới mẫu phi ta, vốn không có ý tốt. Ngay từ đầu, mục đích của hắn chỉ vì lôi kéo Cao Thị, hắn cũng chưa từng coi ta là nhi tử ruột của hắn. Cho dù ta cố gắng thế nào, hắn cũng không nhìn ta một cái. Cao Thị trước mắt đã ngã xuống, hài cốt mẫu phi ta còn chưa lạnh, hắn đã ra tay với ta. Vùng đất Hải Châu nghèo như vậy, cái gì mà nghĩ tốt cho ta, để ta dưỡng bệnh. Rõ ràng đây là đang lưu đày ta. Hắn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười ẩn chứa mối thù hận sâu kín, Tam Lang. Ngươi biết không, Hoa Triều ta hơn 100 năm qua, phàm là những vị vương tử bị lưu đày, không một ai có kết cục tốt. Hoặc là chết bất đắc kỳ tử trên đường đi, hoặc là qua đời vì bệnh. Hải Châu, nơi này có lẽ chính là nơi mà Tạ Dục phải chôn thân xuống tại đây. Vệ Chiêu bịch quỳ xuống, nắm chặt tay của Trang Vương, nói, vương gia, ngài ngàn vạn lần không thể nói như vậy. Nếu ngài đi đến Hải Châu thì Vệ Chiêu phải làm sao bây giờ?
Trang Vương nhìn chằm chằm Vệ Chiêu một lúc, nhẹ giọng nói, Tam Lang, ngươi cần gì phải đi theo vị vương tử không có tiền đồ như ta? Có, phụ hoàng ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Vệ Chiêu lắc đầu, không đâu, vương gia. Ngài hẳn là không biết, hoàng thượng e là không trụ lâu được nữa. Vừa nghe thấy lời này, Trang Vương sửng sốt, Vệ Chiêu không kìm được nước mắt nói, lần này hoàng thượng bị bệnh rất nặng, mặc dù đã tỉnh lại nhưng sợ rằng không còn được bao nhiêu thời gian nữa. Nếu hoàng thượng không còn, thì ai sẽ bảo vệ Vệ Chiêu đây? Nếu thái tử thật sự đăng cơ, chỉ sợ người đầu tiên mà ngài ấy muốn giết chính là ta. Phái Thanh Lưu đã sớm muốn giết ta, thái độ của đám người Ân Sĩ Lâm đối với ta. Vương gia, những điều này, ngài so với ai cũng rõ ràng hơn hết. Trang Vương thở dài, kéo Vệ Chiêu đứng dậy. Gương mặt Trang Vương lúc này trở nên nghiêm trọng, cứ mãi đi loanh quanh trong phòng. Bên ngoài phòng, gió bắc thổi gào thét, đập vào cánh cửa sổ. Trang Vương mở một khe nhỏ trên cửa sổ, gió lạnh cuốn theo bông tuyết xông vào trong phòng. Trang Vương giật mình, quay đầu nhìn về phía Vệ Chiêu, lạnh lùng nói, Tam Lang, dù sao cũng là chết, chúng ta chỉ còn một con đường mà thôi. Vệ Chiêu có vẻ do dự, vội rụt người lại. Thấy hắn như vậy, Trang Vương tức giận, nói, sao? Tam Lang, ngươi không dám à? Vệ Chiêu vội nói, vương gia, không phải là ta không dám, mà là hiện tại chúng ta chỉ có đúng 2 vạn binh sĩ, ta lo. Trang Vương gật đầu, đúng vậy, chỉ dựa vào 2 vạn binh sĩ này thì không thể làm nên chuyện gì. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nói, Tam Lang, chỉ sợ còn phải làm phiền đến ngươi. Xin vương gia phân phó, Vệ Chiêu có chết cũng không chối từ. Trang Vương nắm chặt tay Vệ Chiêu, thấp giọng nói, trước mắt, chúng ta chỉ có thể liên thủ với Bùi Diễm mới có một tia hy vọng. Vệ Chiêu nhíu mày, tướng gia, đúng vậy. Hiện tại thái độ của phụ hoàng ở trên triều đối với Bùi Diễm ra sao ngươi cũng thấy đấy. Hủy bỏ chức thừa tướng của hắn, lại chỉ định Bùi Diễm quản lý Đông Quan và Đại Lễ, hôm nay lại cử Bùi Tử Phóng đi đến Lương Châu quản lý việc đào đắp kinh rách. Liên tiếp mấy việc này rõ ràng là muốn từ từ cắt đứt quyền lực của Bùi gia. Hiện tại, Bùi Diễm chắc chắn đang bị phụ hoàng giám sát nghiêm ngặt, bên phía hắn e rằng còn bất an hơn chúng ta. Nhưng mà, Bùi Diễm vẫn luôn nâng đỡ Tĩnh Vương gia. Trang Vương cười lạnh một tiếng, trong lòng Bùi Diễm từ trước đến nay không có chữ chung. Ai có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho hắn, hắn chắc chắn nghe theo người đó. Hắn thong thả đi qua đi lại mấy lần trong phòng, cuối cùng như đã hạ quyết định, trầm giọng nói, Tam Lang, ngươi và hắn có tình bằng hữu xa trường, vì vậy ngươi hãy giúp ta đàm phán với hắn. Chỉ cần hắn giúp ta thành công, ta nguyện đặt biên giới tại Hồi Nhạn Quan, cùng hắn chia sẻ quyền lực cai trị này. Tuyết càng rơi càng dày, như kéo sợi bông vun vút. Đến khi nửa đêm, kính viên đã bị phủ kín bởi tuyết trắng. Trong đông các, Bùi Diễm nhặt củi thảy vào lò sưởi để nó cháy mạnh hơn, sau đó đặt bình rượu lên thành lò sưởi để hâm nóng. Trong lúc chờ đợi, hắn tự mình chơi cờ. Đến khi bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang nhỏ, hắn mỉm cười nói, Tam Lang, ta chờ ngài đã lâu. Vệ Chiêu từ ngoài cửa sổ nhảy vào, gỡ mặt nạ ra người xuống, lại gạt đi những bông tuyết trên trang phục của mình, sau đó thoải mái ngồi xuống. Tối nay, thủ vệ của tướng phủ, Vệ Chiêu không thấy ai cả. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.